Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán xe tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay bên Mai về rất là nhiều xe hot để phục vụ cho các anh chị mình nha, như có Fortuner Legender đời 2022 này các anh chị. Một chiếc xe mà vừa đi gia đình vừa kết hợp thêm kinh doanh, nhưng mà anh chủ gần như không có chạy kinh doanh luôn, rất là đẹp nhé. Và về thêm hai con Stargazer phiên bản Premium đời 2022 đi lướt mới có 10.000-14.000 km thôi, rất là đẹp. Và có một chiếc ở đây là Honda Civic đời 2019 các anh chị, xe này màu xanh nha, màu xanh rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà hụt mấy cái chiếc mà Civic G29 đợt trước á thì tranh thủ inbox cho Mai, mà sẽ gửi chi tiết mấy xe đó cho các anh chị xem. Còn video ngày hôm nay mà sẽ đi chi tiết cho các anh chị chiếc xe này. Đây là một chiếc xe 7 chỗ đi lại gia đình nhưng không dành cho số đông. Nếu các anh chị là người thực dụng nè, quan trọng về tính tiện nghi nè, về sự rộng rãi cho gia đình mình nè và tiện lợi để đi trong thành phố thì lấy xe này. Đi chi tiết hơn, con này là Stargazer đời 2022 phiên bản Premium, bản cao cấp, bản cao nhất của dòng này. Với giá mới lăn bánh khoảng tầm 6.7 các anh chị, ở thời điểm mà ưu đãi á nha, giá là ưu đãi hết luôn rồi đó. Nhưng mà hiện tại xe này bên hãng các anh chị mua mới không có luôn, đang chuẩn bị chờ mẫu mới 2024 ra nhé. Nên nếu thích dòng này thì chị có thể mua lướt. Mà thấy đâu đó về thiết kế của 2024 mẫu mới nó cũng không khác biệt gì so với mẫu hiện tại hết các anh chị, nhưng giá thì chắc chắn sẽ nhỉnh hơn rồi. Ở đây thì xe màu trắng rất là dễ xài. Về trang bị option thì các anh chị thấy không thua kém như những dòng xe khác và thậm chí hơn rất là nhiều. Như dàn đèn sẽ là dàn đèn LED cho mình nè, đèn pha tự động luôn nha. Về sơn si thì đi 14.000 km còn cực kỳ mới luôn. Vỏ chắc chắn là zin theo xe và sơ cua còn mới. Các anh chị, date vỏ của mình là tuần thứ 30 của 2022 nè, mâm 16 cho mình luôn. Mâm hình ngôi sao như thế này nè, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đăng kiểm thì mình còn tới tháng 6 năm 2025 và xe này cũng còn bảo hành hãng rất là dài tới tận 2027 cho mình luôn. Đó nên chị mình vô tư xài, diễn phim rồi nè. Con này phải nói về phần nội thất nha. Ở đây thì mình sẽ có nè, cảnh báo điểm mù cho các anh chị mình. Một tính năng mà những dòng xe khác trong phân khúc như Xpander và XL7 không có các anh chị. Bên trong nội thất sẽ là ghế da, trang bị loa Bose nha, màn hình cỡ lớn, dàn lạnh tự động, Drive Mode 4 chế độ, cảnh báo lệch làng nè, Cruise Control sạc không dây nè, rất là nhiều tính năng luôn. Và trang bị option tiện nghi cơ bản thêm thì anh chủ có lên cho mình cái lót sàn và dán phim sẵn rồi, cũng tiết kiệm cho các anh chị một phần chi phí. Nếu mà nói về độ dài tổng thể con xe này thì nó không phải là dài nhất phân khúc, nhưng nếu mà nói về không gian nội thất thì ngồi cực kỳ thoáng. Tại vì về phần thiết kế như là phần đầu xe ngắn, phần đuôi xe thì hơi gọi là cái phần đuôi xe nó làm rất là gọn như thế này nè, dẫn đến cho mình một cái không gian ngồi bên trong xe thì rất là thoải mái các anh chị nhé. Đây phiên bản Premium các anh chị, máy 1.5. Trang bị tiện nghi mình có an toàn, mình có camera lùi, có cảm biến lùi đầy đủ nha. Cái gầm con này đẹp, mới lắm. 14.000 km thì gầm bao xài luôn, sơ cua mới nè. Ống bô, rồi phuộc, rồi này kia là còn chấm sơn thì nhà máy luôn. Phần cốp thì tất nhiên là sẽ không quá rộng, tại vì con này MPV đi trong thành phố các anh chị, nên là nó không phải là một chiếc xe quá là rộng rãi, nhưng các anh chị nhìn cho Mai nha. Cái độ ngã lưng của hàng ghế thứ ba nó đến mức như thế này thì mình ngồi ở hàng ghế thứ ba sẽ cực kỳ thoải mái và dễ chịu so với những chiếc xe khác trong phân khúc. Đấy, đấy, cực kỳ sướng luôn. Và tất nhiên nếu mà đi full người như thế này thì không gian để đồ sẽ không được rộng rồi. Nhưng nếu các anh chị không đi full người, gặp hết hàng ghế cho mày. Đấy, nó thực dụng là ở đó các anh chị. Gặp phản ghế đây, đi chơi đi du lịch có cổng sạc điện, có cổng sạc điện 12V nè. Đấy, đi chơi đi du lịch cắm đèn cắm điện buổi tối là vô tư luôn nha. Phần nỉ phần nhựa còn rất là mới luôn. Bên trong hàng ghế thứ hai mà ngồi cho các anh chị mình xem. Đấy, nó ngã nằm được xuống như thế này và thậm chí là còn nằm dài xuống được nữa nha. Nên nếu mình đi chơi đi xa ngã lưng cực kỳ thoải mái. Và chỉ có Stargazer trong phân khúc này làm được điều đó thôi. Phần nhựa phần nỉ bên trong xe thì rất là mới. Nên may nói chiếc xe này không dành cho số đông. Bởi vì thiết kế của nó thì thiết kế gọi là thiết kế đến từ tương lai ấy các anh chị, có thể là nó chưa thuận mắt mình lắm. Nhưng mà về độ tiện nghi, đồ chiều chơi và độ option thì không phải bàn tới được luôn. Đây, odo của con này là 14.000 km full lịch sử bảo dưỡng hãng, thì các anh chị không phải lo mua tại Hyundai Bình Dương nè. 16.000 km bảo dưỡng tiếp theo hoặc là tháng 4 2024 vô tư luôn. Phần vô lăng 4 cháu như thế này rất là đầm chắc nha. Cruise Control ở trên Xpander có, nhưng cảnh báo lệch làng không có chiếc nào trong phân khúc này có hết. Phần vô lăng còn mới đẹp nè. Màn hình thì rất lớn, so với Xpander thì nó nhỏ hơn một tí xíu. Đấy, Xpander chỉ tầm đây qua đây thôi, nhưng con này chạy dài như thế này nè. Cái này còn mới lắm các anh chị, tích hợp cho mình được bản đồ luôn. Cái bản đồ này các anh chị đi nha, nó cảnh báo tốc độ cho mình luôn để đỡ được cái phần phạt nguội các anh chị. Dàn lạnh tự động rồi nè, có sạc không dây nè. Đặc biệt trong phân khúc này chỉ có con này có sạc không dây. Và đặc biệt luôn, Drive Mode cho mình 4 chế độ ngang ngửa với chiếc Santa Fe các anh chị thấy không? Smart nè. Đấy. Rồi, chế độ cái này là cân bằng điện tử không nói rồi.
phần nhựa này, phần da bên trong xe quá mới, quá đẹp các anh chị không. Và có một cái nữa là Bose. Nếu mà lên tới Mazda CX-5, CX-8 có là Bose hay là Hyundai Creta mới có là Bose, thì trên Hyundai Stargazer với giá chưa tới 700 đã có cho mình là Bose. Đúng kiểu mà gia đình đi chơi, đi du lịch, đi con này đúng bài các anh chị. Nhưng mà nếu không phải đi chơi, đi du lịch, các anh chị lanh quanh trong thành phố thì với cái độ dài như thế này á, việc tìm một cái chỗ để xe nó cũng dễ dàng. Nhưng mà ngồi bên trong thì nó rất là rộng rãi luôn nha. Đấy. Đâu rồi đó. Máy. Cái cách thiết kế cho cái phần để khung máy này nè, cái cabo rất là gọn gàng các anh chị. Và các anh chị thấy cục máy bên trong uy tín chưa? Tem sáng trưng, ốc ác sơn phết đầy đủ. Vì xe bên Mai thì trước khi lấy về sẽ đảm bảo cho các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ xấu, nên các anh chị mình yên tâm về chất lượng xe. Chỉ cần các anh chị ân xe mà ở mẫu xe này, chắc chắn là giá sẽ tốt nhất thị trường cho các anh chị mình luôn. Có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ cho mình giao xe tận nhà. Và nếu các anh chị ở xa mình không có kịp mà đến xem xe liền thì có thể cọc cho máy trước khoảng 5 triệu để giữ xe, để tránh trong quá trình các anh chị lên xem xe mà người khác cọc mất, mình mất công mất thời gian đi lại nhé. Và về trả góp thì con này cũng là chiếc xe có mức trả trước thấp nhất trong phân khúc, chỉ loanh quanh khoảng 180-200 là các anh chị đã lấy được xe rồi. Đối với Xpander thì nó khoảng tầm 220-250, XL7 cũng khoảng tầm 201-230 mới lấy được xe, nhưng con này chỉ khoảng tầm 190-200 là lấy được một chiếc xe ở đời cao 2022 đi ít đó, và trang bị option cực kỳ nhiều, nhiều hơn những chiếc xe trong phân khúc nha, và thậm chí nhiều hơn cả Veloz các anh chị rồi. Rồi các anh chị nào ưng xe này thì tranh thủ chốt cọc sớm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.